Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn ba ván đấu rất hay của kỳ Dương Việt Nam, Nam Phương Công Tử, Lại Lý Huynh. Ba đối thủ là lần lượt vua cờ Australia, vua cờ Brunei và cả vua cờ Trung Quốc. Mời các bạn thưởng thức ba ván cờ sắc cục đẹp mắt của Nam Phương Công Tử, Lại Lý Huynh. Biên bản ván 1.吃 吃 吃
吃。 吃。 吃鸡。 吃鸡。 将军。 破事。 破下。 Mã 4 tấn 2 bắt pháo đang dọ sát cục. Chơi đến đây Kỳ Dương Úc đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2. Đăng hậu pháo.
吃。吃。吃。吃鸡。吃鸡。将军，将军，破下。将军，将军。吃。周双。将军，吃。吃。吃。破事。将军。破相。
吃。吃。Mã 3, tấn 4. Chơi đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, vua cờ Runei đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3, Đông Bắc Hổ, Triệu Quốc Dinh.将军。吃。吃。将军。吃。吃。吃。吃。炮下。
或是 吃 将军 或是 将军 持军 再将 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 绝杀 Mã 7 thôi 8 chiếu tướng sát cục. Một giăng cờ phế xe kinh điển của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.